Chàng trai mù tiên tri Nga, liệu xung đột Nga-Ukraine có kết thúc vào tháng 11 đến tháng 12? Một cậu bé tiên tri mới xuất hiện trên mạng đã đưa ra dự đoán về thời điểm kết thúc và người sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngoài ra, cậu còn dự đoán trước được châu Âu sẽ phát triển như thế nào, khi nào hòa bình sẽ đến. Cậu bé ấy chính là Sasha Sulin. Sasha đã mất thị lực từ khi mới sinh ra. Ngoài ra, cậu còn mắc phải nhiều vấn đề khác, nhưng Chúa đã ban cho cậu khả năng đặc biệt để bù đắp cho những khiếm khuyết về thể chất. Sasha Sulin cũng có kênh riêng trên YouTube với rất nhiều lượt theo dõi, giống như thần đồng tiên tri Anan Ấn Độ. Trong video lần này, Sasha đã chia sẻ những dự đoán về tương lai cũng như nhận thức về vũ trụ. Vậy những tiên đoán quan trọng mà Sasha đưa ra là gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Sasha Sulin nói rằng bản thân tin vào sự luân hồi bởi vì linh hồn sẽ chuyển từ một cơ thể sang cơ thể khác để có được những kinh nghiệm cần thiết, và trẻ em dưới 4 tuổi có thể nhớ về kiếp trước của mình. Ban đầu khi mẹ cậu biết con trai của mình có khả năng phi thường trong việc dự đoán tương lai, bà đã bắt đầu ghi lại những gì mà Sasha nói. Tuy nhiên, Sasha nói rằng lúc này vẫn chưa thể. Đến khi 12 tuổi, cậu sẽ sẵn sàng kể về nhiều điều quan trọng. Điều đặc biệt là năm nay, cậu bé đã 12 tuổi và đã bắt đầu kênh YouTube của riêng mình. Mẹ của Sasha là một nhà trị liệu tâm lý, nhận thức giàu kinh nghiệm. Bà không cho rằng con trai mình là một nhà tiên tri, mà chỉ là một người có khả năng nhạy bén trong việc cảm nhận thế giới, một người bình thường. Những người như vậy thực sự có thể nhìn thấy tương lai từ trường thông tin của trái đất, mà trường thông tin này đã tồn tại ngoài không gian. Trong một thời gian dài, mẹ của Sasha không tin rằng con trai mình có thể nhìn thấy tương lai, nhưng khi những lời tiên đoán của cậu bắt đầu trở thành sự thật, bà buộc phải chấp nhận rằng bà có một đứa trẻ không bình thường, bởi vì những điều như vậy thường xảy ra, ngay cả trong một số chuyện thường nhật. Có một lần Sasha nói rằng gia đình họ sẽ ở trong 3 khách sạn trong chuyến du lịch sắp tới. Khi đó mẹ cậu chỉ đặt một khách sạn, nhưng trong kỳ nghỉ, gia đình cậu đã phải 2 lần chuyển sang khách sạn khác vì khách sạn trước đó bị ngập nước do mưa lớn. Cuối cùng, họ thực sự đã ở trong 3 khách sạn. Thời thơ ấu Sasha không chỉ bị mù bẩm sinh do sai sót của bác sĩ, mà còn bị xuất huyết não trước khi ra đời. Mẹ của cậu cho biết, con trai bà đã giống như một người thực vật trước khi tròn 1 tuổi, không thể ngẩng đầu lên và chậm phát triển. Bà và gia đình đã nỗ lực hết sức, làm tất cả những gì có thể, từ trị liệu xoa bóp đến việc đi nhà thờ và tìm kiếm những người có khả năng siêu nhiên để giúp đỡ con mình. Một lần bà đã gặp một nhà tiên tri có năng lực mạnh mẽ. Người này nói rằng Sasha đến với thế giới này để bị mù, vì vậy không nên làm bất kỳ điều trị nào cho đôi mắt. Nguyên nhân khiến cậu bé phát triển chậm là do một bộ phận nào đó trên cơ thể bị sai lệch, và nhà tiên tri ấy đã giúp cậu điều chỉnh để có thể giống như những đứa trẻ cùng độ tuổi. Mẹ của Sasha sau khi nghe lời của nhà tiên tri đã quay trở về nhà, và chỉ trong một thời gian sau, cậu bé cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên. Năm 1 tuổi, Sasha bắt đầu bò. Lúc 1 tuổi 3 tháng thì bắt đầu biết đi, và đến 2 tuổi, cậu đã có thể nói được. Kể từ thời điểm đó, Sasha bắt đầu làm mẹ mình sợ hãi vì cậu bé đã nói ra những câu rất kỳ lạ. Đôi khi Sasha thì thầm về những sự kiện từ kiếp trước, rằng cậu thực sự tên là Kulesov. Người mẹ bắt đầu lo lắng con trai mình mắc bệnh tâm thần phân liệt. Sau khi đi khám, bác sĩ cũng nói rằng não bộ của Sasha có vấn đề, bởi qua các cuộc kiểm tra, họ phát hiện ra nhịp não của cậu không ổn định mà thường xuyên vào nhịp theta. Nhịp theta xuất hiện ở vùng trán trung tâm và thái dương. Nếu nhịp này tăng về chỉ số và biên độ, thì người sẽ có sự tăng cường ức chế vỏ não. Tuy nhiên, bác sĩ nói với bà rằng thực ra nhịp độ này không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Khi về đến nhà, mẹ của Sasha bắt đầu nghiên cứu về nhịp theta, và ngay từ đầu bà đã phát hiện ra rằng những người thực hành thiền thường rất muốn đạt được trạng thái nhịp theta. Lúc bấy giờ bà mới nhận ra rằng hóa ra Sasha sinh ra đã có nhịp theta, và khi trong trạng thái này, cậu có thể nhìn thấy tương lai thông qua nhịp điệu của não bộ. hầu hết các sự kiện mà Sasha thấy đều trở thành hiện thực. Và khi lớn hơn một chút, Sasha đã khẳng định rằng cậu có thể biết trước tương lai. Qua những buổi chia sẻ của mình, Sasha nói rằng đôi khi cậu có thể nhận được thông tin mong muốn thông qua khả năng ngoại cảm, nhưng không chắc chúng có đến từ tương lai hay không. Trong quá khứ, Sasha đã tiên đoán sự ra đời của em trai và cứu sống một người hàng xóm đang gặp rắc rối. Nếu không có cậu bé, không ai biết rằng hàng xóm đang cảm thấy khó chịu vì bệnh tim. Hiện tại Sasha cùng gia đình đang sống trong một ngôi làng ở Nga. Vì lý do riêng tư, họ đã giữ bí mật về nơi ở của mình. Nếu không, sẽ có rất nhiều người đến tìm cậu bé này và làm xáo trộn cuộc sống của cả gia đình. Vậy điều gì làm cậu bé tiên tri trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến như vậy? Thực ra câu hỏi thường được hỏi nhất trên kênh của Sasha là khi nào thế giới sẽ trở lại hòa bình? Tức là khi nào những xung đột trước đây sẽ kết thúc? Cậu bé trả lời rằng xung đột sẽ kết thúc vào tháng 11 đến tháng 12 năm 2024. Ít nhất là vào thời điểm này, giai đoạn chiến tranh nóng sẽ kết thúc. Vào thời điểm cuối năm nay, một số sự cuồng loạn sẽ xảy ra ở Ukraine, bởi có một số gián điệp đang ngồi ở đó nghe lén các cuộc điện thoại. Tất cả các thiết bị của gián điệp sẽ bị hư hỏng, một số người sẽ rời khỏi và một số chuyện sẽ xảy ra ở quốc gia này. Tuy nhiên, đối với những người bình thường sẽ không có gì xảy ra. Nhìn chung, lời tiên tri này nói về việc giữa những điệp viên của các quốc gia sẽ xuất hiện vấn đề. Ngoài ra, Sasha còn nói rằng trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện sự thành công. Nhiều người mang trong mình bộ mặt u ám. Tuy hiện tượng này không xảy ra ở mọi nơi, nhưng ở một số quốc gia sẽ phải như vậy. Theo dự đoán của Sasha, trong 5 năm tới, Nga sẽ hoàn toàn chấm dứt mọi xung đột, nhưng ở châu Âu sẽ xảy ra một vụ bê bối rất lớn. Sự kiện này sẽ rất nghiêm trọng. Sasha cũng nói ngày tận thế sẽ không đến, hoặc nói rằng có thể sẽ đến muộn, thậm chí là không xảy ra trong suốt cuộc đời chúng ta. Đối diện với câu hỏi rằng mọi người cần làm gì để sống trong hòa bình, Sasha cảnh báo rằng ngay cả khi biết được diễn biến trong tương lai, chúng ta cũng gần như không thể thay đổi bất cứ điều gì. Mỗi người cần phân tích thông tin, đừng nghe những lời vô nghĩa của người khác mà phải suy nghĩ trước khi hành động, xem điều đó có đúng hay không và còn phải thay đổi chính mình. Dự đoán này có lẽ đang nói về vấn đề dư luận trên mạng. Sasha cho biết chúng ta nên có suy nghĩ riêng, đừng để bị dẫn dắt bởi những thông tin giả mạo. Tất nhiên, không phải ai cũng tin vào dự đoán của Sasha. Mẹ của cậu bé nói bà thường gặp phải sự chỉ trích từ những người dùng trên mạng xã hội, rằng bà chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của con trai để kiếm tiền. Tuy nhiên, cũng có không ít người tin vào Sasha, thậm chí có một số nhân vật nổi tiếng của Nga. Một nhà tâm lý học còn bình luận rằng Sasha trông giống như một người khả năng nhìn xa trông rộng thực sự. Nhiều người bình luận rằng không chắc điều này có thật hay không, nhưng họ vẫn tin rằng thế giới thực sự tồn tại những điều vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Việc có tin vào những dự đoán này hay không là lựa chọn của mỗi người. Bạn nghĩ gì về những tiên đoán của cậu bé tiên tri Sasha Sulin? Mời để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay.